Em xin chào các bác đang theo dõi kênh bên em nhá. Tiếp tục em lại về được cặp bát đẹp quá các bác. Đây này, dòng bát 13 của dòng Onkyo. Dòng này thì về các bác cứ việc lắp vào thùng là nghe nhá. Bởi vì là tất cả những con bát này nhà em nhập là đều là hàng sống đàng hoàng. Đấy. Và video nào mà em đã nói thanh lý là thanh lý. Còn những video nào mà em bán để các bác về dùng sử dụng là các bác yên tâm là loa đã được test rất là kỹ rồi. Đây là con bát của Onkyo với công suất lên tới 25W và trở kháng 5 ohm. Đấy, rất là xịn. Con này được trang bị là cái màng giấy quá nhá, thế nên tiếng bát của nó rất là mềm, dẻo, hay lắm. Cái độ trầm của nó nghe sướng lắm. Con này này con này, nghe nó sướng phê lắm. Bác nào đang có vỏ thùng rồi thì về cứ việc ghép vào cho em là được. Dòng này thì kích thước bát của nó rơi khoảng là bát 13 các bác nhá. Nó rơi khoảng bát 13, đẹp lắm. Hay lắm, con này thì phê rồi. Các bác cứ yên tâm sử dụng thôi, không phải cần phải đắn đo gì nhiều. Đấy, màng giấy, nghe rất phê luôn. Bình thường các bác mà ví dụ như là bát mà cháy nhá. Đấy, mình phải đi mua một cái loa khác đúng không ạ? Mà không ai người ta bán một trước cả đúng không ạ? Đấy, thì như vậy nó rất là bất tiện. Cái thứ hai đó là nếu mà cháy mình đi sửa thì cái tiền chi phí mình sửa nó mất rất là nhiều. Cộng thêm là nó lại không được nguyên zin. Đấy. Và một cái nữa là nó có thể là nếu mà không phải là thợ chuẩn thì nó sẽ còn làm thay đổi chất âm. Đấy, chính vì vậy thì thay vì mà đi sửa chữa hay là mất công tìm kiếm thì mình có thể lấy ngay cho em cái bát này về. Đấy, thích thì mình có thể để sơ cua ở nhà để phòng được, hoặc là mình có thể là lắp xong một cái thùng nào đó chế thành dòng loa đôi bát, hai bát hoặc gì đó. Đấy, rất là hay. Những con bát có con câu hàng xịn luôn các bác nhá, tất cả là nguyên bản nhá, từ gân cho tới là màng, hay là lón nhá, các thứ là hoàn toàn nghiêm chỉnh. Đấy, côn rồi các thứ đây, là các thứ là các bác yên tâm là 100% là từ bên kia về luôn, không hề động chạm, không hề sửa chữa gì cả nhá. Đấy, bởi vì nó thật quá, nhà em cũng không có chuyên môn để mà sửa cái này, toàn anh em học kinh tế ra, chả anh em học kỹ thuật cả, thế nên là các bác nhiều bác hỏi em là sao không bỏ ra mà sửa chữa đi cho nó hoàn chỉnh nhưng mà bán. Đấy, nhưng mà nhà em không bao giờ sửa, hỏng em bán thanh lý. Có theo dõi nhà em biết đúng không ạ? Có những đợt em thanh lý biết bao nhiêu sản phẩm đúng không ạ? Có ngày thanh lý 60 sản phẩm trong một cái video. Đấy. Nên là các bác biết thừa rồi đúng không ạ? Không bao giờ nhà em sửa chữa, bán là bán và hỏng là thanh lý ngay. Đấy, còn với những con bát này thì nó còn rất là ngon, nhà em nhập là hàng xịn về để các bác sử dụng. Thế nên là các bác làm một chốt thì để alo thì để em test bàn giao cho các bác nhé. Đấy, tiếp bàn giao để các bác về sử dụng. Dòng bát này bát 13 các bác nhé. Đấy, thì mọi thông tin đặt hàng thì alo cho em là qua số 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682. Đấy, thì các bác mua những con bát này thì nó chuẩn hơn các bác, chứ đừng tiếc đắt rẻ mà xong lúc đi mua mấy con bát Trung Quốc về thay em thật chán lắm. Các bác nhìn bát của Onkyo nó khác hoàn toàn với bát Trung Quốc nhé. Này, nó dày. Đấy, củ từ to, còn mọc kim loại 7 màu giảm nhiễu nữa. Từ kép nhé, từ kép. Đấy, thì mình cặp này giá của nó thì chỉ có khoảng 420 thôi các bác nhá. Giá là 420.000 thôi. Đấy. Còn bình thường ra có phải bỏ ra tới khoảng 550 đến tầm khoảng 600 thì mới mua được cặp này. Tuy nhiên hôm nay em đang khuyến mại nhé, em đang khuyến mại cuối tuần. Còn 420 thôi thì em để duy nhất một cặp này thôi. Còn các cặp sau của nó sẽ về là 550 và 590 nhá. Đấy. Còn cặp này em để duy nhất một cặp là 420, là khuyến mại cuối tuần trong vòng ngày hôm nay thôi. Đấy. 420 là một cái mức giá gọi là quá bình dân luôn so với cả dòng bát xịn này. Đấy. Vâng, xin chào các bác.